Hello, chào tất cả mọi người nhé. Thì hôm nay thì mình có dịp đi qua Nghĩa Đạo. Nghĩa Đạo là một xã phía đông thuộc huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, nước Việt Nam. Xã Nghĩa Đạo là một trong số những xã có diện tích nhỏ nhất của huyện Thuận Thành, nhưng với giao thông thuận tiện có trục đường quốc lộ 38 và tiếp giáp với hai tỉnh Hải Dương và Hưng Yên đã giúp cho xã Nghĩa Đạo xây dựng kinh tế ngày một phát triển, góp phần thúc đẩy kinh tế của huyện Thuận Thành nói riêng và tỉnh Bắc Ninh nói chung. Nhân dân xã Nghĩa Đạo đang chuyển mình để kịp thích ứng với sự phát triển của xã hội hiện đại. Các hộ gia đình tại xã không ngừng thi đua xây dựng kinh tế cho gia đình mà còn cho cả địa phương. Xã Nghĩa Đạo có diện tích là 8,52 km², với dân số năm 1999 tổng cộng là 7.675 người, với mật độ là 901 người trên km². Xã có mã chính là 09448. Về địa lý, xã Nghĩa Đạo cách trung tâm Thuận Thành khoảng 10 km, phía đông tiếp giáp với huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, phía tây giáp với xã Ninh Xá, phía nam giáp huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, phía bắc giáp huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Về hành chính, xã Nghĩa Đạo bao gồm 9 thôn và một nông trường và một phố, gồm có một phố, phố Vàng và 9 thôn: thôn Đông Ngoại, thôn Đông Lĩnh, thôn Nhiễm Dương, thôn Đạo Xá, thôn Nghĩa Xá, thôn Quang Hưng, thôn Nội Trung, thôn Phúc Lâm, thôn Nghĩa Thuật và một nông trường Tam Thiên Mẫu. Xã có quốc lộ 38 chạy qua. Về kinh tế, xã Nghĩa Đạo là một trong xã tương đối nhỏ nhưng lại đáp ứng tương đối nhu cầu của nhân dân trong và ngoài xã. Về giao dịch buôn bán, xã có một chợ là chợ Vàng, mở cửa vào các ngày 1, 3, 6, 8 tính theo ngày âm lịch. Về các doanh nghiệp, xã hiện có 18 doanh nghiệp trên địa bàn xã. Về giáo dục, xã hiện có một trường mầm non, một trường tiểu học và một trường trung học cơ sở. Thank you.